Cả nhà ấy, cháu này được giới thiệu cái cơm nước cháy không chiên này. Hàng mới này được tớ đánh giá rất cao. Mà có người vẫn không thích vì lý do là nó không có nhiều muối mà nó cũng không có nhiều đường. Và hoàn toàn không có đường chứ không nói là có nhiều đường. Nhưng mà nhai kỹ thì nó cũng thấy ngọt, bởi vì khi bạn nhai kỹ là bản thân cơm lứt nó đã tạo đường ngay trong miệng bạn. Miếng thứ nhất bạn thấy nhàn nhạt. Miếng thứ hai bạn thấy ngọt ngọt. Còn nếu mà các bạn thích một cái gì, các bạn nhớ này, trong đấy chứa rất là nhiều muối và chứa rất nhiều đường, khi các bạn thấy ngon, các bạn ăn nhiều vào người, nghĩa là các bạn đưa một lượng đường và lượng muối nhiều vào người, điều đấy chẳng có một tí lợi ích gì. Và các bạn nhớ là cái tiêu chuẩn ngon là tiêu chuẩn của thánh hay tiêu chuẩn của phàm, tiêu chuẩn của ISO hay tiêu chuẩn của một con lợn. Tất cả các cái được gọi là ngon đấy nó hoàn toàn khác nhau theo trình độ của mỗi người. Cho nên từ nay tôi định nghĩa theo tiêu chuẩn 20 mà tiên sinh ông Soa nói đến, cái giá trị của cái gai lưỡi mà nó hoạt động tốt, nó sẽ giúp bạn chỉ ra cho các bạn thấy được là đây là thực phẩm giải thoát hay là thực phẩm chìm đắm. Không biết có một cái chuyện gì xảy ra, chắc là ăn mặn. Gần về đây tôi 3 tháng vừa rồi tôi ăn cái độ ngọt tăng lên. Và kết quả sau một ngày ăn nhiều dưa chua, sau đó là không biết lý do gì sổ ra một đống đờm ở trong hốc mũi. Mà chuyện này chỉ xảy ra một lần khi tôi nhịn ăn 5 ngày. Cả đêm trong mủ trong mũi sổ ra cảm giác của bô đờm. Lần này cũng vậy. Và tôi quyết định là không nhịn ăn, không ăn số 7. Và chỉ giảm đi tối đa những cái gì mà mình có thể giảm được, để tạo thêm đường và tạo thêm đạm. Bởi vì bản chất của thừa đường, thừa đạm gây ra viêm nhiễm. Và tôi nghĩ là nếu chất đầm nhầy nó có trong người mình nhiều như thế thì tại sao không tạo cơ hội để cho nó ra khỏi, đỡ phải nhịn ăn tiêu độc, đỡ phải uống thuốc bột lọc máu với lại lọc thận mấy cái gì gì, cứ để nguyên như thế cho nó sổ hết ra. Tôi nghĩ thế cũng là một giải pháp. Chỉ sử dụng những cái thứ chấm họng. Cái hôm đầu tiên thấy nó rát cổ là tôi biết ngay là thừa rồi, để tôi chấm họng. Thế xong là tôi ăn củ sen, vân vân. Đi cái con đường hòa hoãn để mà sống chung hòa bình và để quan sát cái tiến trình tâm của mình. Nó có sẵn sàng sống chung với lũ không? Hay là nó phải tìm cách nó triệt tiêu bầm bệnh, triệt tiêu cái bệnh đang xảy ra với mình. Bệnh này nó không nặng, nhưng mà mình có thể quan sát và lai dai. Và phát hiện ra là khi chuyển mùa, đổi mùa, có những vùng miền người ta cả làng ốm. Tôi đọc trên mạng. Và khắp các nơi trẻ con đều ho rồi mũi rồi đờm nhầy rồi vân vân. Thì những cái trẻ em thành phố và những người phải sống ở thành phố nhiều là đang hít thở một loại không khí rất bụi, rất độc. Cho nên là ở thành phố là phải tìm cách hàng tuần đi ra khỏi thành phố và trồng thật nhiều thông ở khắp các cấp độ. Nhà nhà trồng thông, các nơi trồng thông. Và có rất là nhiều rừng thông mà cực kỳ bổ phế các bạn. Thứ hai là về thức ăn bổ phế thì có cái ý dĩ, có tiêu đờm với lại cái củ sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.